tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, tôn vinh, phát huy những giá trị tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực đời sống, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, diễn đàn tin cậy của nhân dân. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, báo Bình Phước đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa và tiếp tục bước vào một chặng đường mới. Tháng 10 năm 2019, báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước được hợp nhất thành Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Trên cơ sở nghị quyết 18-19 của Trung ương, thì tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã có chủ trương về hợp nhất theo hướng đảm bảo 4 cái nguyên tắc, đó là 4 giảm và 4 tăng. Đó là thứ nhất là giảm biên chế, thứ hai là giảm đầu mối, thứ ba là giảm trung gian, và thứ tư là giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. 4 tăng là bao gồm tăng trách nhiệm của người đứng đầu, tăng phân cấp phân quyền, rồi tăng chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, và cuối cùng là tăng cái chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ cho nhân dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở cái nguyên tắc 4 giảm 4 tăng của tỉnh ủy, thì việc xây dựng đề án hợp nhất các cơ quan báo chí ở Bình Phước là để đảm bảo được cái mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện theo một mô hình mới, tinh gọn hơn, hoạt động tốt hơn theo cái xu hướng truyền thông hội tụ và nâng cao cái chất lượng trong công tác truyền thông, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân trên địa bàn Bình Phước. Khi mà tôi được biết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ điều động tôi sang nhận nhiệm vụ là Giám đốc Tổng biên tập của Đài Phát thanh Truyền và Báo Bình Phước, lúc này đây thì cái tâm trạng của tôi nó đan xen rất nhiều mâu thuẫn. Một cái điều mà chúng tôi rất là lo lắng đó là đây là một cái cơ quan rất lớn, và cái việc mà tách ra thì bao giờ cũng dễ dàng hết rất nhiều so với lại cái việc hợp nhất lại. Hợp nhất là cái sự cộng dồn của hai cơ quan thì nó sẽ rất là lớn. Một cái bộ máy tổ chức rất lớn, một cái cơ quan mà có chức năng nhiệm vụ rất lớn, và một cái quan trọng là cái đòi hỏi, cái mong muốn của lãnh đạo tỉnh khi mà hợp nhất hai cái cơ quan này thì đặt ra những cái yêu cầu rất cao. Và tôi biết rằng nếu mà làm lãnh đạo của cái cơ quan này là cực khó. Thì cái sự hợp nhất này không phải là hợp nhất một cách cơ học, mà là hợp nhất để hòa trộn chức năng nhiệm vụ của các cơ quan báo chí lại với nhau. Và nó là một cơ quan báo chí đa phương tiện cấp tỉnh. Chính vì vậy nó có những cái điều khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ. Và lúc đầu thì tôi khi mà chưa về đây tôi cũng có một chút gì đó, tức là tự động viên mình là tự tin một tí, vì đã mình đã từng công tác ở lĩnh vực tuyên giáo rất là gần gũi với anh em báo chí, thì có lẽ là sẽ cũng sẽ thuận lợi, không đến mức là quá khó khăn đâu. Nhưng thực ra không phải vậy. Có thể nói rằng là nó vất vả hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ. Và cái khó khăn lớn nhất lúc đó đó là vấn đề tư tưởng, và cái việc thứ hai đó là công tác cán bộ. Trong cái cuộc họp đầu tiên của ban giám đốc, tôi đã trao đổi với các anh ở trong ban giám đốc và khẳng định một câu rằng là chúng ta phải đi cùng nhau, và ban giám đốc phải là một ekip, phải là một trung tâm đoàn kết của cả cái cơ quan này. Không có ai tách rời ra ở trong ban giám đốc cả, và đó phải là một ekip đoàn kết thực sự. Tôi có quan niệm rằng là một mình tôi muốn cơ quan phát triển cũng không được, hay một cá nhân của một phó giám đốc nào muốn điều đó cũng không được, hay một ai đó cũng được, mà phải tất cả đều chung một ý chí là muốn làm một cái điều gì đó cho Đài Phát thanh Truyền và Báo Bình Phước phát triển thì mới được. Chính vì vậy chúng tôi luôn làm việc cùng nhau, và những cái việc khó khăn, những cái việc phức tạp thì ban giám đốc phải tham gia sâu vào trong chuyện đó, phải làm cùng anh em và gắn bó với anh em, và mọi người cùng đi với nhau thì mới có thể phát triển được. Chứ một cá nhân nào đó hoặc một ý chí nào đó không thôi thì chưa đủ. Sau khi mà nhận được cái quyết định hợp nhất giữa hai cơ quan Báo Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình về chung một nhà, thì riêng cá nhân tôi cũng giống như anh em ở Báo Bình Phước, hoàn toàn lo lắng, và thực sự là rất là lo lắng, bởi có nhiều lý do. Cái thứ nhất là nghề nghiệp, cái thứ hai là tư tưởng của từng cơ quan riêng, cái thứ ba
cái nỗi lo lắng lớn nhất là cái quân anh, quân tôi sẽ tạo ra những cái rào cản lớn trong vấn đề tác nghiệp. Thế nhưng sau 2 năm hợp nhất thì tôi nhận ra được một cái điều như là hết sức là bất ngờ, là ở chỗ cái tình đoàn kết, cái sự đoàn kết của cơ quan dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, của ban giám đốc, các thành viên trong các lãnh đạo phòng cũng giống như sự cố gắng vượt bậc của tập thể Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Yên Phước đã vượt qua những cái rào cản khó khăn đó, đã đưa đến những cái thành công rất nhất định. Trong kỷ nguyên công nghệ số, yêu cầu hiện đại hóa đối với Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước không chỉ ở cơ sở hạ tầng, thiết bị chuyên dụng, mà ngay chính trong tư duy cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Kỹ năng làm báo hiện đại, tòa soạn hội tụ, xu hướng truyền thông đa phương tiện, đó là những thuật ngữ bắt buộc phải ứng dụng trong thực tế của cơ quan báo chí mới, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Để thích ứng và nâng cao sức mạnh, năng lực cạnh tranh thông tin với các cơ quan báo chí thì đổi mới là tất yếu. Đó là xu hướng của thế giới từ lâu lắm rồi, chứ không phải là mới đối với Việt Nam chúng ta. Và hiện nay ví dụ như các cơ quan báo chí lớn ở Trung ương, ví dụ như là Báo Nhân dân, họ cũng đã làm Truyền hình Nhân dân. Bây giờ họ làm cả phát thanh nữa. Như vậy thì là họ cũng là một cơ quan báo chí đa phương tiện đó thôi. Hay là Thông tấn xã, bây giờ họ cũng có các loại hình báo chí. Hay Đài Truyền hình Việt Nam, trước đây chỉ chuyên về truyền hình thôi, thì bây giờ đã có báo in, báo điện tử. Thì tại sao chúng ta đừng có nghĩ rằng là một cái cơ quan báo chí của cấp tỉnh thì không thể làm được điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì chúng ta cũng được đào tạo một cách bài bản y như các đồng nghiệp của chúng ta ở các cơ quan báo chí khác. Họ có hơn chúng ta cái là họ có một cái chất liệu phong phú hơn. Và cái thứ hai nữa là họ được trang bị máy móc hiện đại hơn chúng ta mà thôi. Chứ thực ra tôi không nghĩ là tôi không có thể làm được. Chính vì vậy mà tôi và các đồng nghiệp của tôi và ban giám đốc đã nghĩ rằng mình phải làm được cái điều này. Mình phải làm được một cái nghị quyết của tỉnh ủy, đó là Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phải là một cơ quan báo chí đa phương tiện cấp tỉnh. Chúng tôi đã xác định là hội tụ là một cái xu thế. Cho nên khi mà có chủ trương đó thì chúng tôi triển khai ngay cho anh em làm theo cái phương án tòa soạn hội tụ. Cái việc đầu tiên là chúng tôi thay đổi cái quan niệm của anh em, của phóng viên, biên tập viên về việc tin. Có nghĩa là trước đây thì các chị em cứ việc tin theo là ở truyền hình trước, thời sự truyền hình được. Thì bây giờ không phải như vậy nữa, mà bây giờ phải là điện tử, phải là phát thanh, phải là truyền hình khi đến báo in. Và chúng tôi đưa ra những cái phương châm cho các hoạt động báo chí của mình. Đó là chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo in và bứt phá báo điện tử. Nghĩa là cả bốn loại hình báo chí này chúng tôi đặt cái vị trí ngang nhau và hết sức quan trọng trong một cái cơ quan báo chí đa phương tiện, để không ai cảm thấy mình bị lép vế. Và chính vì vậy mà chúng tôi đã phát huy được lợi thế và sức mạnh của cả bốn loại hình báo chí này cho các cái chủ điểm tuyên truyền. Và có thể nói rằng nếu mà trước đây ấy, đài riêng, báo riêng thì có thể hoạt động nó, cái định hướng nó khi mà chúng ta cần một cái gọi là cần cái sức mạnh của truyền thông thì chưa phát huy được hết. Và mỗi một cái cơ quan thì có cách làm khác nhau. Nhưng khi về đây đã có một chung một định hướng, chung một ý chí thì tất cả đều phải dồn tổng lực cho một cái vấn đề nào đó theo định hướng của ban giám đốc, ban biên tập. Và chúng tôi đã thấy rằng là mình rất thành công trong những cái sự kiện lớn. Khi mà còn báo riêng, đài riêng thì anh em cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng mà đến bây giờ nhập cả báo lẫn đài đó thì đáng mừng là một là nội bộ anh em rất hòa thuận, trên dưới đàng hoàng, trong ngoài anh em ấm. Hai nữa đó, đảm bảo vấn đề phát sóng các kênh truyền hình cũng tốt, báo thì cũng được hoàn thành các bài viết để trong công tác tuyên truyền cũng rất tốt. Báo Bình Phước sau này cái tiến bộ là bây giờ cái tiến bộ nó tốt lắm, có những cái tăng trên của dân tộc, có những tờ báo cho dân tộc mà lại đẹp mà. Nội cái dịch Covid-19 này nè, ai dám nghĩ không? Báo của đâu dám nghĩ. Mà báo là càng ngày càng phát triển và sự tiến hóa như vậy là rất hay lắm. Cùng với nội dung, hình ảnh, chất lượng kênh sóng được BBTV tập trung đầu tư với hệ thống thiết bị kỹ thuật truyền hình chuẩn Full HD và thực hiện dự án hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình theo hướng truyền thông đa phương tiện.
bước đầu trang bị, đầu tư thay thế những thiết bị, công nghệ lạc hậu. Đáp ứng nhu cầu khai thác, sản xuất các chương trình trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử. Đầu năm 2020, BBTV hợp tác với MCV mở kênh YouTube truyền hình Bình Phước. Tháng 3 năm 2020, thực hiện truyền hình Internet BBTV Go. Tháng 6 năm 2020, BBTV nâng chuẩn phát sóng truyền hình từ SD lên chuẩn HD trên các hạ tầng vệ tinh Vinasat và truyền hình cáp HTVC, TMS. Các dự án đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình và tổng khống chế, dự án đầu tư thiết bị sản xuất chương trình truyền hình và lưu trữ, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp. Trên cơ sở Nghị định số 18 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành chế độ nhuận bút mới. Nhờ đó, thu nhập của viên chức người lao động tăng lên đáng kể, có động lực làm việc, đổi mới. Khi mà chúng tôi được đầu tư bằng một cái sự quan tâm xứng đáng như hiện nay của tỉnh và quan tâm hơn nữa, thì chúng tôi đều hoàn toàn có thể có được cái nội lực, có được một cái sức mạnh để chúng ta có thể thành công ở một cái mô hình báo chí đa phương tiện cấp tỉnh. Và chúng tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể làm được những cái phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và chắc chắn là sẽ có một cái vị trí xứng đáng ở trong báo chí của khu vực Đông Nam Bộ cũng như là báo chí của cả nước. Không để lỡ nhịp khi con tàu BBTV đã vào guồng vận hành. Mục tiêu tăng tốc được ban giám đốc, ban biên tập đẩy nhanh. Làm báo đa phương tiện, truyền thông hội tụ được khẳng định bằng nội dung, chất lượng trên 4 loại hình của BBTV. Trên sóng phát thanh FM 89,4 MHz, từ chương trình chính luận đến thông tin văn hóa giải trí đều được làm mới nội dung, tên gọi, mở thêm các chương trình mới. Các chương trình tiếng Sting và Khmer từ định kỳ hàng tuần được tăng cường sang hàng ngày. Đặc biệt, lần đầu tiên, BBTV thực hiện trực tiếp chương trình thời sự phát thanh trưa. Đối với truyền hình, bắt nhịp xu hướng truyền hình hiện đại, đó là tương tác trực tiếp, bản tin nhanh, chuyên mục chuyên sâu, BBTV đã ứng dụng vào thực tế sản xuất chương trình. Thông tin nóng, phân tích sâu, tương tác với khán giả, mở rộng phạm vi nội dung tuyên truyền đã giúp cho BBTV có thêm khán giả trong và ngoài tỉnh. Bước đột phá của BBTV đó là thực hiện trực tiếp thời sự truyền hình tối hàng ngày từ tháng 4 năm 2021 và thay đổi hoàn toàn từ một MC dẫn chuyện sang hình thức tương tác sinh động, hấp dẫn khán giả với hai MC. Chương trình được kết nối phát trực tiếp trên các hạ tầng số và mạng xã hội Facebook, YouTube. Hai kênh sóng chuyên về thông tin giải trí, khoa giáo và kênh liên kết với các chương trình thiếu nhi là BBTV2, BBTV3 được duy trì ổn định. Trên báo in và báo điện tử có sự cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức các chuyên trang, chuyên mục, thay đổi giao diện gần gũi, bắt mắt, giúp bạn đọc nắm bắt thông tin dễ dàng hơn. Báo in hiện xuất bản 5 kỳ một tuần, mỗi kỳ 6.000 tờ và trang tin ảnh dành cho đồng bào dân tộc thiểu số 2 kỳ một tháng, mỗi kỳ 1.000 tờ. Là vai trò của đài phát thanh truyền hình và báo đó, là một cái công cụ rất là tốt để mà tuyên truyền giá trị nhân đạo, cái nhân văn trong cuộc sống đó. Thì có nhiều cái chương trình đã để lại ấn tượng tốt, như chúng tôi lúc trước tham gia các cái truyền hình nhân đạo đó, rồi hiện nay cùng với các nhà hảo tâm khác làm các cái chương trình khác giọng sống. Tôi cho rằng đó là một cái hành động nhân văn và tràn đầy giá trị nhân đạo mà cần phải phát huy hơn nữa trong thời gian sắp tới. Bình Phước là chủ lực vẫn là nông nghiệp, nên là cái vai trò của tuyên truyền thì lúc nào cũng không thể thiếu được. Nên là trong cái từ khi mà sau khi sáp nhập ấy, mà hai bên vẫn phối hợp rất là chặt chẽ và là đảm bảo được cái chất lượng về thông tin tuyên truyền, thì tôi thấy là cái vấn đề mà chất lượng được tuyên truyền á cũng rất là được nâng cao, là tốt. Các cái ekip mới thì là làm việc rất là nhiệt tình, là năng nổ và là rất là nhiệt huyết với công việc, không ngại khó khăn, là đi bất kể đâu. Các anh em trong đài cũng rất là nhiệt tình phối hợp với là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp để thực hiện hoàn thành tốt cái chương trình phối hợp giữa hai bên.
ngay trong năm đầu tiên sau hợp nhất, tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc 2020, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước đã có 2 tác phẩm đạt giải bạc, 1 tác phẩm đạt giải đồng, 1 tác phẩm được bằng khen. Tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, 2 giải thưởng danh giá toàn quốc BBTV đã góp tên ở giải khuyến khích. Tại Liên hoan Phim Môi trường Toàn quốc BBTV đạt giải C. Sau 2 năm thì chúng tôi nhận thấy rằng là về cơ bản thì các cái mục tiêu ban đầu của cái quá trình hợp nhất đã đạt được. Đặc biệt là cái chất lượng các tác phẩm báo chí cả trên 4 loại hình là báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Báo Bình Phước đã được nâng lên một cái bước tiến rất là rõ rệt. Đặc biệt là về trang thiết bị kỹ thuật thì đã chuyển được lên cái truyền hình với cái mức độ HD có cái chất lượng sắc nét và đáp ứng được cái nhu cầu cao trong việc đáp ứng các cái thông tin cũng như là giải trí của nhân dân trên địa bàn Bình Phước. Nếu 22 năm, chặng đường gian khó vượt lên chính mình của các cơ quan báo chí tỉnh từ sau tái lập, thì 2 năm hợp nhất là thách thức trước xu hướng tuyên truyền thời hội nhập. Không chỉ ổn định mà phải phát triển phải nhanh, mạnh nhưng phải vững. Tất cả gói trong 2 năm sau hợp nhất. Thách thức lớn nhưng với cách làm khoa học, bài bản, mục tiêu, giải pháp đi đôi với tạo động lực, niềm tin, BBTV từng bước gỡ mình khỏi thế khó. Viên chức quản lý, viên chức, người lao động được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, kinh nghiệm. Phát huy hiệu quả trong quản lý điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dân ổn định, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Và trong một thời gian ngắn nữa thôi, thì báo chí Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Báo Bình Phước sẽ bứt phá. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã qua một cái giai đoạn là ổn định, thì bây giờ đến cái giai đoạn phát triển và phát triển trong ổn định. Và với một cái tầm nhìn từ năm đến năm 2025 rồi 2030 thì chúng tôi đã đưa ra những cái định hướng rằng là Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ có một cái vị trí là một cái cơ quan báo chí mà chúng tôi sẽ tự chủ được 100% và chúng tôi sẽ tự lo liệu cho chính mình và có một cái đóng góp quan trọng cho ngân sách của tỉnh. Và cái quan trọng hơn nữa là chúng tôi sẽ có một cái vị trí nằm trong top những cơ quan báo chí phát triển, có một cái chỗ đứng, có một cái uy tín ở trong lòng công chúng và có một cái vị thế ở trong làng báo Việt Nam. Tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó, vượt khó của thế hệ đi trước, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước đón tuổi 25 trong tâm thế sẵn sàng và quyết tâm cao. Trọng trách, sứ mệnh báo chí Bình Phước tuổi 25 đó là xây dựng cơ quan báo chí trở thành một pháo đài tư tưởng chính trị vững chắc.